Trong tập trước, Hướng Chi Lễ biết Lập Đen có thông tin về không gian tiết điểm để tiến vào linh giới, đồng thời thấy thần thông của hắn không giới hóa thần kỳ, nên ngỏ ý mời Lập Đen gia nhập vào hội nhóm của tu sĩ hóa thần. Sau đó, toàn bộ mấy người cùng đi tới dự lễ ra mắt tân nương của một cao thủ hóa thần khác là Hồ Khánh Lôi. Ai ngờ vị tân nương này lại là Tử Linh tiên tử. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Hàn Lập khoát tay, đột nhiên đem chén rượu trong tay Tử Linh nhận lấy, nhấc tay, một ngụm uống hết. Cử động của hắn làm cho tất cả mọi người trong đại điện lâm đều ngẩn ra. Hồ Khánh Lôi hai hàng lông mày nhướng lên, nhưng lập tức liền khôi phục như cũ. Tử Linh khuôn mặt đờ đẫn lại hiện lên vẻ phức tạp, đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập chằm chằm trong chốc lát, mới không nói gì tiếp nhận chén rượu không, chậm rãi xoay người bước đi. Chậm đã, nếu tại hạ không có nhìn lầm, trong cơ thể Tử Linh cô nương đã bị hạ cấm chế. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng với uy thế của Hồ Khánh Lôi, việc này sẽ không tiếp tục nữa, Hàn Lập lại bình tĩnh mở miệng. Tử Linh vốn đang muốn đi về, thân thể mềm mại liền chấn động, dừng chân lại, không tự chủ đứng im tại chỗ. Cả tòa đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả đều như ngừng hô hấp, đến tiếng động cây châm rụng trên mặt đất cũng có thể nghe được. Hàn đạo hữu, người uống cũng không nhiều, nhưng có thể là rượu không khiến người say, là người tự say. Trên mặt Hồ Khánh Lôi không chút biểu tình, sau khi đem chén rượu trong tay thong dong uống hết, lại nói ra một câu như vậy. Lúc này rõ ràng trong giọng nói đã cực kỳ không vừa lòng. Hồ huynh cứ yên tâm, Hàn mỗ mặc dù chưa uống quá hai chén, nhưng người rất tỉnh táo, không đến mức nói năng lung tung. Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, cũng không để ý, cười khẽ. Phải không Tử Linh, ta hỏi ngươi một câu, ngươi cảm thấy Hàn đạo hữu say hay không say, ta tự mình không rõ. Hồ Khánh Lôi cúi đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn đỏ đậm trên tay, cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Tử Linh được nghe lời ấy, trong nháy mắt thần sắc xấu đi, môi hồng động đậy hai cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không gì. Hồ Khánh Lôi tựa hồ cảm ứng được Tử Linh trong lòng trần trờ, chuyển mắt nhìn lại, kết quả mọi người vừa thấy gương mặt một quan lão già giờ phút này, đều hoảng sợ, trong lòng thêm phát lạnh, bởi vì thần sắc Hồ lão ma lúc này tuy vẫn giống như lúc trước, nhưng trên gương mặt lại hiện ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, đồng thời đôi mắt không biết đã ửng đỏ từ khi nào, cũng chớp động từng đợt hàn quang, căn bản không giống với mắt loài người. Hồ đạo hữu, ngươi... Hướng Chi Lễ ở bên cạnh muốn nói cái gì, nhưng là tiếng mộc quan lão giả lạnh như băng lập tức chặn lời hắn. Cho dù người là do Hướng huynh mang đến, nhưng ngươi cho rằng ta bị khinh thường như vậy, còn có thể coi như không biết sao? Hôm nay hắn không giải thích hợp lý được, cũng đừng nghĩ muốn lại đi ra nơi đây. Hướng Chi Lễ nghe xong lời này, cũng chỉ có thể cười khổ hai tiếng, không khuyên bảo Hồ lão ma cái gì nữa, ngược lại quay đầu đối với Hàn Lập lắc đầu. Hàn sư đệ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mình làm cái gì. Việc này, Hướng mộ không thể thay ngươi giải quyết tốt hậu quả. Chính ngươi nên cân nhắc như thế nào cấp cho Hồ huynh một cái công đạo đi. Ta nghĩ hẳn là sư đệ cũng có lời muốn nói với Hồ huynh. Nói xong lời này, Hướng Chi Lễ không nhìn lại hai người, thân mình dựa vào phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng Hướng Chi Lễ không nói thêm gì, nhưng Hàn Lập lại có thể nghe ra trong lời nói này ý bảo nói năng cẩn thận. Chẳng qua đều là hóa thần tu sĩ, Hướng lão nhân hiển nhiên không muốn cùng Hồ lão ma trực tiếp xung đột, cho nên sau khi cảnh tỉnh hắn vài câu, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hàn Lập mỉm cười, quay đầu hướng Tử Linh bên cạnh hỏi. Tử Linh cô nương, ta và ngươi tương giao cũng nhiều năm, cũng là một trong không nhiều vị bạn tốt của Hàn Mỗ. Trong cơ thể ngươi có dấu vết của cấm chế, có thể còn bị ép buộc. Hàn Mỗ tuy rằng không muốn đắc tội với Hồ đạo hữu, nhưng cũng không thể lạnh lùng ngồi xem mà không để ý được. Chẳng qua trước đó, hy vọng đạo hữu cho ta một câu trả lời chân thật, có hay không nguyện ý muốn gả cho Hồ huynh làm thiếp. Nếu là cam tâm tình nguyện, tại hạ tự nhiên sẽ không kiêu ngạo làm việc trướng mắt. Nếu là không muốn thì cứ nói. Hàn Lập chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã lộ rõ. Ta, trên mặt Tử Linh tràn ngập các loại biểu tình chờ mong, do dự, bất lực đan xen lẫn nhau, giống như đã sẵn sàng để trả lời, nhưng lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Không cần hỏi nàng đã tiến vào ma cung của ta, nguyện ý trở thành thị thiếp của ta hay không, không phải nàng có thể làm chủ. Nhưng cho dù là không muốn, thì ngươi sẽ thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh mang nàng rời khỏi ma cung của ta sao? Hồ Khánh Lôi một tiếng cười lạnh, trong lời nói tràn ngập ý châm chọc. Quả nhiên là thế, việc này là sự thật. Hàn Lập khẽ thở dài, nhưng cuối cùng dường như vẫn muốn hỏi lại Tử Linh một lần. Ta mấy năm trước trong lúc vô ý hiển lộ hình dáng, sau đó bị vài vị trưởng lão Thiên Ma Tông liên thủ bắt sống, đưa lên núi, chưa nói tới chuyện tự nguyện hay không. Ánh mắt Tử Linh dừng ở trên người Hàn Lập, thấy hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ kỳ đại thành, đối mặt với chủ nhân ma cung là người khiến cho mình sợ hãi dị thường, lại vô cùng trầm tĩnh, không biết thế nào, tuy nóng lòng nhưng lại cắn răng nói ra tình hình thực tế. Nghe được lời ấy, Hồ Khánh Lôi chỉ cười lạnh không nói. Trong điện, những tu sĩ khác cũng không lộ ra chút dị sắc. Loại chuyện ép buộc nữ tu như vậy, nếu là ở trong một môn phái chính đạo, có lẽ sẽ chịu sự chỉ trích lớn, nhưng ở trong ma đạo cùng một ít môn phái tán tu lại như chuyện thường ngày, giống như là chuyện tất nhiên.
Mà những tu sĩ có thể tới ma cung này, tất nhiên sẽ không có quan hệ với môn phái chính đạo nào. Chẳng trách đối với chuyện này đều tỏ ra thờ ơ. Có những lời này của Tử Linh cô nương là tốt rồi. Hồ huynh cũng không cần tức giận, tại hạ cũng không có ý đối nghịch cùng đạo hữu. Thế gian này tất cả đều có thể trao đổi ngang hàng, không biết tại hạ có thể dùng điều kiện gì mới có thể đổi lấy tự do cho Tử Linh đạo hữu. Hàn Lập gật gật đầu. Thế nhưng đối một quan lão giả lại nói như vậy coi như không thấy vẻ mặt không tốt lành ở đằng kia. Trao đổi với ngươi. Hồ Khánh Lôi đầu tiên mặt ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái như thế nào. Hồ huynh cảm thấy tại hạ không xứng sao? Hàn Lập bất động thanh sắc nói, không tồi, ngươi cũng xứng cùng Hồ mỗ trao đổi chút đồ vật. Cho dù ngươi so với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ bình thường có mạnh hơn một chút, nhưng ở trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới. Cũng nghĩ là ngươi được hướng đạo hữu mang ngươi tới đây, ngươi liền có thể cùng Hồ mỗ cùng ngồi cùng ăn. Huống hồ thế gian này làm gì còn bảo vật gì có thể làm cho Hồ mỗ động tâm. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn có hai kiện linh bảo, chỉ cần Hồ mỗ muốn giết ngươi, hai kiện linh bảo này tất cả còn không phải đều thuộc về Hồ mỗ sao? Hồ Khánh Lôi âm trầm nói, đồng thời trên thân thể phảng phất hiện ra một tầng ô quang, tựa hồ thực sự động sát tâm đối với Hàn Lập. Linh bảo, xem ra là hướng đạo hữu đã nói lại cho Hồ huynh, nhưng không biết hướng đạo hữu có nói hay không cho đạo hữu về diệt Tiên Châu. Hơn nữa, Hồ đạo hữu thực sự cho rằng tư liệu không gian tiết điểm ta đã giao ra là toàn bộ sao? Hồ đạo hữu tự cho rằng dưới tình huống ta có diệt Tiên Châu, còn có khả năng bắt giữ, thì triển sư hồn thuật đối với ta sao? Hàn Lập ánh mắt quỷ dị chớp động hai cái, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm với một quan lão giả. Nguyên bản hung thần ác sát Hồ lão ma vừa nghe lời này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt băng hàn gắt gao nhìn thẳng Hàn Lập, đột nhiên không nói được lời nào. Phong đạo hữu, tiểu tử này thật sự có diệt Tiên Châu sao? Tất cả mọi người đều không biết. Một lát sau, ở bên tai Phong lão quái vang lên một tiếng nói tinh tế, đúng là tiếng Hồ lão ma truyền âm. Chính là lão ma này không biết thi triển loại bí thuật nào, rõ ràng môi không có nhúc nhích, thế nhưng cũng có thể truyền âm mà không ai hay biết. Cho dù là Hàn Lập có thần thức cường đại, cũng không thể phát hiện được điều khác thường. Phong lão quái tuy trong lòng có chút bất mãn đối với Hàn Lập, nhưng đối mặt với câu hỏi của lão ma tự nhiên sẽ không nói lời thừa, hơi do dự một chút rồi cũng đồng dạng truyền âm trả lời. Hiện giờ thế hắn đang lớn, tiểu tử này chẳng những có diệt Tiên Châu, nhưng xem bộ dạng thì hình như không chỉ có một viên. Hồ huynh nếu thật sự muốn ra tay với hắn thì thật sự có chút khó giải quyết. Hồ lão ma nghe nói như thế, vẻ mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng rùng mình. Đối phương có diệt Tiên Châu đã gây cho hắn có một tia cố kỵ, nếu không chỉ có một viên như đã nói thì như vậy cũng đủ tạo thành uy hiếp, nhưng cái này chưa còn khiến hắn phải kiêng kỵ nhất. Trong lòng thầm nghĩ như thế, lão ma bỗng nhiên đổi hướng truyền âm sang hướng Chi Lễ. Hướng huynh, tiểu tử này cung cấp không gian tiết điểm có thể không được đầy đủ, ngươi biết không? Có biết hay không có cái gì khác nhau, nếu đổi lại là ta biết cũng sẽ không giao ra tất cả. Quan trọng là hắn khẳng khái đáp ứng hợp tác cùng chúng ta, chỉ cần qua một lúc hắn tự nhiên sẽ nói ra thêm một chút. Cái khác ta mặc kệ, nếu không nắm chắc có thể bắt sống được người này thì quyết không thể làm tổn thương đến tính mạng của hắn. Hướng Chi Lễ mí mắt cũng không nâng một chút, nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói, hừ, nhưng hiện tại tiểu tử này lại làm loạn, nếu ta lùi một bước, chẳng phải là để cho người ta nói rằng ta đây sợ một gã Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay sao? Hồ lão ma hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn nói ra, Hồ đạo hữu, ta xem ngươi ở ma cung lâu ngày rồi, nên hiện giờ có chút hồ đồ, tu vị như chúng ta tới bước này rồi thì chút hư danh còn gì đáng nhắc tới nữa. Ta xem nữ tử này tuy rằng quốc sắc thiên hương, nhưng ngươi thực sẽ vì một gã thị thiếp mà chịu buông tha cho con đường đại đạo rộng lớn trước mắt hay sao? Chẳng qua, ngươi nếu thật sự lòng dạ hẹp hòi thì chỉ cần không làm thương tổn đến tính mạng của hắn và cam đoan không để người này cùng với chúng ta trở mặt, thì chỉ cần hơi chút giáo huấn hắn một chút là được, còn lão phu thì quay mặt xem như không thấy gì là được. Hướng Chi Lễ nhàn nhạt trả lời, xem ra cái danh ác nhân chỉ có thể để ta làm, xem hắn có thể sử dụng cái gì để đổi lấy nha đầu Tử Linh kia rồi nói sao. Hồ lão ma trầm ngâm một chút, liền kết thúc truyền âm, lập tức hắn lại nhìn Hàn Lập ở cách đó không xa, lạnh như băng nói, nể mặt hướng, Phong hai vị đạo hữu, chỉ cần ngươi bây giờ thu hồi lại những lời đã nói lúc trước, ta liền xem như sự việc lúc trước chưa hề phát sinh, lúc đó chỉ là ngươi lỡ lời. Ý tứ hiếp ý của lão ma lộ rõ không thể nghi ngờ, nhưng cố tình trong lời nói lại cấp Hàn Lập một cái cớ để xuống nước. Nghe nói thế, trong điện Lam Bảo Nho Sinh cùng Khổ Trúc lão nhân cấp Nguyên Anh tu sĩ trong lòng đều ngẩn ra, bọn họ đều nghe được vị Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão này tựa hồ đối với Hàn Lập tựa hồ có vài phần kiêng kỵ, nếu không vừa rồi rõ ràng đang cực kỳ nổi giận, tuyệt không thể chỉ nói như vậy liền có thể bỏ qua. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều hướng lên người Hàn Lập, mọi tu sĩ đều muốn xem vị này rốt cuộc có năng lực gì mà có thể làm cho một quan lão giả mạnh mẽ thay đổi chủ ý. Đa tạ ý tốt của Hồ đạo hữu, nhưng không khéo chính là tại hạ không có thói quen thu hồi lời mình đã nói ra, hay là đạo hữu vẫn nên cân nhắc một chút những điều Hàn Mỗ lúc trước đã nói.
Hàn Lập không chút do dự trả lời. Lần này, một quan lão giả thật sự giận dữ trong lòng, sắc mặt đanh lại, trong miệng liên tiếp nói ba chữ được. Ánh mắt như điện đảo qua trên người Tử Linh cùng Hàn Lập, một cỗ khí thế kinh người bùng nổ phát ra, cả người nháy mắt biến thành một cái lốc xoáy thật lớn. Trong đại điện linh khí tất cả đều tiêu tán hết, làm cho tất cả tu sĩ đều cảm nhận được linh áp vô tận trên người lão ma, tất cả trong lòng đều rùng mình. Trong lòng mỗi người đều không cầm được một ý nghĩ hiện lên trong đầu, lão ma lần này tựa hồ thực sự bị Hàn Lập chọc giận, xem ra sẽ lập tức ra tay. Ai trong đầu cũng thầm có ý nghĩ như vậy. Hai gã tu sĩ hơi gần Hàn Lập liếc mắt lẫn nhau mắt một cái rồi cũng lặng yên không tiếng động đứng dậy, về phía sau lùi lại mấy bước đi ra ngoài, để tránh một khi động thủ thì bị vạ lây. Tử Linh tuy rằng ngưng kết nguyên anh thành công, nhưng tự nhiên không thể ngăn cản linh áp kinh người của hóa thần tu sĩ, sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại kinh hoàng lùi lại phía sau hai bước, vừa lúc tới ngay trước cái bàn mà Hàn Lập đang đứng. Một bàn tay ấm áp không tiếng động động xuất hiện ở trên vai nàng, tiếp theo một cỗ pháp lực cực kỳ tinh thuần được rót vào trong cơ thể nàng. Tử Linh lúc này chỉ cảm thấy cả người nóng lên, lúc trước vốn đang tổn hao nhiều khí lực đột nhiên trở nên giống như gió mùa xuân tươi mát thổi qua mặt. Tử Linh vô ý thức lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ thấy Hàn Lập đặt một bàn tay dưới chiếc áo rộng thùng thình lên vai nàng, cũng hướng về phía nàng mỉm cười. Tuy rằng không biết Hàn Lập vì sao lại có vẻ chấn định như vậy, nhưng cũng làm nội tâm đang bất ổn của Tử Linh trước nụ cười đó cũng bình phục lại không ít. Nàng cắn chặt hàm răng, mặt ửng đỏ mang theo một nụ cười nhàn nhạt, he he, nếu như ngươi đã thực sự muốn nàng ta vậy được, lão phu thành toàn ngươi, đừng nói hô mỗ không để cho ngươi cơ hội. Ngươi đã nói thế gian có vật gì đều có khả năng trao đổi, như liền dùng hai kiện linh bảo trong tay ngươi để đổi lấy tự do cho Tử Linh nha đầu kia đi. Hồ lão ma thấy vậy không những không giận dữ, ngược lại còn cười rộ lên, tiếp theo khi thế kinh người liền thu lại, mở miệng dùng công phu sư tử ngoạm. Những tu sĩ khác nghe xong những lời này cũng không cầm được phải trao đổi ánh mắt với nhau. Ở đây bọn họ xem ra lão ma quả nhiên căn bản không muốn thả Tử Linh rời đi, nếu không như thế nào lại nói ra cái điều kiện quá đáng như vậy. Thông thiên linh bảo là vật chí bảo ra sao kia chứ, cơ hồ mỗi một kiện xuất thế nhất định sẽ làm tu chân giới biến thành một mảnh gió tanh mưa máu. Chính là các đại tông môn đại tu sĩ, nếu trong tay có một hai kiện phòng chế linh bảo ở bên ngoài liền có thể hoành hành không cố kỵ gì, vậy mà hô lão ma vừa mở miệng lại đòi lấy của đối phương hai kiện chân chính linh bảo, rõ ràng là một chút thành ý cũng không có. Chẳng qua nói đi nói lại, lão ma không có lập tức ra tay đã xem như cấp cho đối phương mặt mũi không nhỏ rồi, mà tiểu tử họ Hàn này mà trong tay thật sự có hai kiện linh bảo thì cũng thật là hết chỗ nói rồi. Nhưng nếu có là thật đi nữa thì với sức của một người cũng không thể làm cho Âm La Tông gà chó không yên như thế được. Chuyện Âm La Tông tông chủ đã chết xem ra cũng là chuyện chính xác, những tu sĩ khác trong lòng không ngừng nghĩ thầm. Mà Tử Linh nghe xong được điều kiện như thế, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nàng cũng biết giá trị linh bảo lớn đến như thế nào, cũng biết không ai có không thể đáp ứng điều kiện như thế. Dùng linh bảo trao đổi, đạo hữu nói ra điều kiện này không phải rất thái quá hay sao chứ? Điều kiện này xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, quả nhiên không chút nghĩ ngợi từ chối điều kiện này. Vậy dùng diệt tiên châu trên người ngươi để trao đổi cũng được. Hồ lão ma cười lạnh một tiếng, sau đó nói thêm, diệt tiên châu tại hạ cũng vô pháp đáp ứng, cho dù ta nguyện ý trao đổi cũng sợ không có bảo vật này hộ thân thì đạo hữu khi trao đổi xong rồi lấy cớ hạ sát thủ thì tại hạ phải làm sao đây? Hàn Lập nhướng mày, vẫn là chậm rãi lắc đầu nói ra, hắc hắc, ngươi vẫn còn có thể tự biết tình thế của mình đấy, nhưng là trừ bỏ linh bảo cùng diệt tiên châu ra, ngươi còn có thể có bảo vật gì làm cho lão phu coi trọng đây chứ? Bản tôn sống đã hơn 1000 năm, cho dù nhân giới còn có vật làm cho lòng ta động lòng thì cũng không thể có ở trên người của ngươi. Hô lão ma trên mặt mang theo vẻ châm chọc nói, phải không? Điều này thì cũng không nhất định, không biết hô đạo hữu thọ nguyên còn có bao nhiêu. Hàn Lập đột nhiên khẽ cười một tiếng nói, lão phu thọ nguyên cho dù không còn nhiều lắm, nhưng để sống thêm 300-400 năm vẫn còn dư sức. Mà vấn đề này ngươi hỏi để làm cái gì? Hồ lão ma nghe vậy ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói. Nghe được lời ấy, Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia thần bí, chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích nhưng không tạo ra âm thanh gì, thế nhưng lại truyền âm cho hồ lão ma. Một quan lão giả bên tai lập tức vang lên thanh âm đàm thoại, nếu cho hồ hữu một cơ hội có thể đem thọ ngươi lại kéo dài thêm 400-500 năm nữa, không biết hô huynh hay không nguyện ý trao đổi phóng thích Tử Linh cô nương rời khỏi ma cung. 400-500 năm, thứ ngươi nói chính là hồi dương thủy. Một quan lão giả vốn đang còn vẻ mặt cười lạnh, thân mình liền đứng thẳng lên, thần sắc chợt đại biến. Vốn ở một bên xem náo nhiệt phong lão quái cũng không thể nghe được nội dung truyền âm, nhưng vừa thấy lão ma như vậy cũng sửng sốt vội quay sang bên này xem xét. Hướng Chi Lễ lúc này cũng đồng thời mở to hai mắt, cũng dùng ánh mắt hồ nghi quét về phía hồ lão ma. Hồ lão ma lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, tâm niệm vừa chuyển, mặt ngoài thần sắc lập tức khôi phục như thường, nhưng bên tai Hàn Lập lại tiếp theo vang lên thanh tiếng truyền âm của lão ma. Ở nhân giới có thể có linh dược kéo dài thọ nguyên như thế, nghe đồn chỉ có hồi dương thủy, chẳng lẽ ngươi trong tay ngươi thậm chí có loại thuốc tiên này,
Nếu thực sự có linh dược này, bản tôn tự nhiên có thể thả cho nhà đầu kia rời đi, ngược lại thậm chí còn có thể cho ngươi một ít ưu đãi. Lão ma lời nói đột nhiên trở nên nóng bỏng dị thường, dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hàn Mỗ cũng không có thuốc hồi dưỡng thủy này, nhưng loại thuốc này muốn luyện chế cần nguyên liệu chủ yếu là hàn tùy, nhiều thì không có chứ ít thì tại hạ cũng có được một phần. Hàn Lập bình tĩnh truyền âm trở về, chính là có hàn tùy. Giọng nói lão ma lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên là hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn. Tại hạ nếu thật sự có hồi dương thủy pha chế sẵn, thì cần gì cùng đạo hữu trao đổi, mà trực tiếp xuất ra cùng Hướng đạo hữu và Phong đạo hữu trao đổi, chỉ sợ hẳn là hai người sẽ lập tức mạnh mẽ trợ giúp tại hạ mang Tử Linh cô nâng đi, nếu vậy thì đạo hữu cũng vô pháp ngăn trở. Đạo hữu đã nói vậy thì hẳn cũng biết phương pháp luyện chế hồi dương thủy, tuy rằng thái dương tinh hoa khó tìm thật, nhưng đã có hàn tùy, lấy thế lực Thiên Ma tông việc luyện chế ra hồi dương thủy vẫn là có hy vọng. Thế nào, Hàn Mỗ dùng tài liệu này để trao đổi Tử Linh đạo hữu rời đi, xem ra làm cũng không tính là chiếm tiện nghi của Hồ huynh. Hàn Lập đã định liệu trước nói ra, đối với những hóa thần tu sĩ đã đến đại hạn, chỉ sợ linh dược có thể kéo dài tuổi thọ so với một hai kiện linh bảo thật ra không đáng nhắc tới. Hàn Lập cũng thật không tin Hồ lão ma thực sự không có chút động tâm. Nếu hắn không giữ lại chút bảo vật hộ mệnh thì việc muốn đem theo Tử Linh cùng rời khỏi ma cung quả thật có chút khó khăn. Đương nhiên sở dĩ hắn dám xuất ra vật ấy cũng là bởi vì đối phương đối với mình có vài phần kiêng kỵ, nếu không hắn cũng không muốn, ngược lại lại kích động một gã hóa thần kỳ tu sĩ ra tay đối với mình. Hàn Lập phía đối diện truyền âm vừa dứt, ánh mắt lão ma chớp động không thôi, mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm. Phong lão quái cùng Hướng Chi Lễ liếc mắt lẫn nhau một cái, đều cùng từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ ngoài ý muốn, cũng đều không biết Hồ lão ma cùng Hàn Lập rốt cuộc nói chuyện gì với nhau, thế nhưng lại làm cho khí thế hùng hổ của lão ma biến mất, bây giờ một chút giận dữ cũng không có. Còn lại các nguyên anh tu sĩ khác cũng đồng dạng tò mò vô cùng, nhưng bọn hắn ai cũng không dám mở miệng nói ra. Theo lão phu được biết thì chỉ có Tiểu Cực Cung mới có hàn tùy, nếu không phải trước kia Tiểu Cực Cung cũng tồn tại hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa thái dương tinh hỏa vốn là vật khó tìm, vậy hàn tùy sớm đã bị mấy lão quái vật khác cuồng đoạt chiếm đi mất. Hiện tại Tiểu Cực Cung không có hóa thần tu sĩ, nhưng kỳ thực trước đây rất lâu hàn tùy đã bị mất đi một cách bí ẩn, ngay chính bản thân lão phu tự mình đột nhập vào Tiểu Cực Cung tìm kiếm một phen cũng không thu hoạch được gì. Người như thế nào lại có được vật này, chẳng lẽ đây chính là một lọ mà Tiểu Cực Cung đã mất đi? Hồ lão ma âm trầm kể lại. Tất nhiên là không phải, thế gian này thật có không ít chuyện do cơ duyên xảo hợp mà thành. Bình hàn tùy đã mất kia có lẽ thật nằm trong tay của Hàn Mỗ, do tại hạ lấy được một ít từ trong Huyền Ngọc Động của Tiểu Cực Cung, nhưng với lần trao đổi này tại hạ tất nhiên không thể giao ra toàn bộ, chỉ có thể giao ra một ít mà thôi. Đạo hữu miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra hai khỏa hồi dương thủy. Hàn Lập dường như đã sớm đoán được lão ma sẽ hỏi như thế, nên khi vừa nghe hắn nói xong mặt không đổi sắc trả lời ngay. Hừ, lão phu không quản là vật ấy từ đâu mà có, thứ này nguyên bản không thể dùng nhiều được nên hai khỏa cũng không tính là ít. Nhưng nếu ngươi thực sự dùng nó làm điều kiện trao đổi thì lão phu vẫn còn một điều kiện khác. Nếu ngươi đáp ứng được thì lão phu sẽ đồng ý để nha đầu Tử Linh rời khỏi Ma Đà Sơn. Một quan lão già xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ngừng truyền âm mở miệng nói. Điều kiện gì? Hàn Lập liền ngạc nhiên khi thấy đối phương còn nói ra thêm một điều kiện liền nữa. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Rất đơn giản, trừ những gì đã đáp ứng ngươi còn phải tiếp một kích của lão phu mà không được trốn tránh, không được sử dụng Diệt Tiên Châu. Nếu ngươi tiếp nhận được một kích này thì từ nay về sau lão phu quyết không làm khó ngươi nữa. Một quan lão giả hàn quang chợt lóe, liếc nhìn Tử Linh đảo mắt qua một cái, mặt không chút thay đổi nói. Hướng Chi Lễ nghe điều kiện này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Còn Phong lão quái thì kinh ngạc nhìn lão ma liếc mắt một cái. Những tu sĩ còn lại nguyên bản cũng kinh ngạc không thôi. Vừa rồi thần thái của Hồ lão ma đại biến vốn làm cho bọn không hiểu Hàn Lập xuất ra loại bảo vật gì mà lại làm cho một hóa thần kỳ tu sĩ phải động tâm. Giờ lại nghe thêm điều kiện này nữa thì liền im lặng không biết phải nghĩ sao cho hợp. Tiếp đạo hữu một kích mà không được tránh né. Đồng tử của Hàn Lập co lại, hỏi lại một câu. Không sai, đó chính là điều kiện. Nếu lão phu không cho người thấy một chút bản sự thì chỉ sợ người khác lại cho rằng ta đường đường là một vị đứng đầu ma cung mà ngay cả thị thiếp cũng không giữ nổi. Há không được cười sao? Lão ma âm trầm nói. Lúc này trong đại điện liền an tĩnh lại, không ít người thầm cân nhắc, có chăng Hồ lão ma đã nỗi sát tâm, muốn nhân cơ hội này một kích giết chết đối phương. Bởi dù sao đi nữa thì Nguyên Anh Kỳ và Hóa Thần Kỳ cũng là hai tồn tại chênh lệch rất lớn, lấy khả năng của một người là Nguyên Anh Kỳ lại có thể ngạnh tiếp một kích của Hóa Thần Kỳ tu sĩ, quả có hơi mộng tưởng. Ánh mắt mọi người chợt đổ dồn về phía Hàn Lập, đồng dạng sắc mặt Tử Linh cũng đột nhiên trở nên trắng bệch, trầm ngâm một lát liền cắn chặt răng mà nói, Hàn huynh không cần phải hao tâm thêm nữa, thiếp thân giờ đã thay đổi chủ ý, quyết ở lại ma cung này, mong Hàn huynh hãy rời khỏi nơi này. Thanh âm nàng đầy vẻ chua xót và cam chịu. Hàn Lập sững sốt khi nghe xong những lời này, nhưng liền hiểu ngay tâm ý của Tử Linh, chỉ khẽ nở nụ cười. Không chờ cho hắn mở miệng thì thanh âm lạnh như băng của Hồ lão ma lại vang lên, ngươi cho rằng ma cung ta là nơi muốn đến thì đến,
muốn đi thì đi sao? Lão phu đã muốn có giao dịch này thì ngươi có không muốn cũng không được. Tiểu tử họ Hàn, ngươi định khước từ điều kiện của lão phu? Tất nhiên tại hạ sẽ không. Nếu đúng như lời nói là chỉ tiếp một kích thì Hàn Mỗ cũng không ngại thử một lần xem sao. Hàn Lập Hướng Tử Linh lắc đầu, không để ý tới mà liền lên tiếng đáp ứng. Lão ma cười hắc hắc, một tay vừa nâng hướng tới Tử Linh đang đứng cách đó không xa điểm tới. Nàng liền cảm thấy ở đan điền một trận sao động, không khỏi hoa dung thất sắc, thở nhẹ một cái, lập tức thân thể mềm mại rung lên, rồi mấy đạo hắc ti từ trong cơ thể từ từ bay ra, giống như linh xà xoay tròn một cái rồi hướng tới ngón tay của lão ma mà bay vào không còn bóng dáng. Lúc Tử Linh vận động thân thể thì pháp lực trong cơ thể đã sử dụng lại được, liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vốn không thể điều động được linh lực mà giờ lại có thể làm được. Hàn Lập thấy vậy liền hướng tới Tử Linh mà đưa thần thức quét qua một cái, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, bởi vì trong cơ thể Tử Linh không còn cấm chế nữa. Đồ vật kia đâu? Hồn lão ma cũng không chút khách khí, ngay khi hắn vừa giải trừ cấm chế trong cơ thể của Tử Linh liền đưa mắt lạnh lùng nhìn Hàn Lập hỏi tới. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, liền phất tay xuất ra một đạo bạch quang hướng hồn lão ma mà tới. Hai mắt của hồn lão ma sáng ngời, nhanh chóng vung tay thu đạo bạch quang này. Đấy đúng là một cái bình ngọc màu trắng ngà. Ánh mắt lão ma chớp động vài cái, tay áo hướng tới nắp bình phất một cái, nắp bình tự động mở ra. Cùng lúc đó một cái vòng hắc mang mở ra bốn phía, hình thành một cái quang cháo màu đen bao lấy nó, để ngừa người khác dùng thần niệm đảo qua. Thái độ một quan lão giả cẩn trọng như vậy càng khiến người khác cảm thấy tò mò. Ngay cả Hướng Chi Lễ bàn tay đang vuốt râu cũng phải dừng lại, trầm ngâm không thôi. Không lâu sau hồ lão ma đã kiểm tra xong đồ vật bên trong, trên mặt lộ ra một nụ cười. Sau khi đóng nắp bình thì thu ngay vào túi trữ vật. Đến lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn Hàn Lập rất nhanh, vẻ tươi cười biến mất nhường chỗ cho sát khí nồng đậm. Hắc quang quanh thân chợt lóe, cả người hóa thành một đạo ô quan bắn ra ngoài cửa điện. Bên trong chỉ còn lưu lại thanh âm lạnh lùng của hắn. Hàn tiểu tử, ta chờ ngươi ở ngoài điện, đừng để bản tôn chờ lâu. Lời chưa dứt thì ô quang đã biến mất, thanh âm vẫn còn vang vọng không thôi. Hàn Lập thấy vậy, thần sắc vẫn không bối rối, ngược lại còn thản nhiên rót thêm một chung rượu, uống một hớp rồi mới từ từ đứng dậy. Hàn huynh thực sự muốn đi đón đỡ một kích của hắn? Hắn chính là hóa thần tu sĩ. Hai mi của Tử Linh nhíu lại không khỏi lo lắng nói, yên tâm, nếu nói chỉ là một kích thì ta cũng có vài phần nắm chắc. Hàn Lập nhìn Tử Linh liếc mắt một cái, bình thản cười nói, nhớ lại năm đó chưa tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ hắn vẫn có thể ngạnh kháng nhất kích của cổ ma thủy tổ, giờ đối mặt với hóa thần kỳ tu sĩ dĩ nhiên trong lòng hắn cũng vài thành tin tưởng. Vậy thiết thân sẽ cùng Hàn huynh ra ngoài. Đôi mắt của Tử Linh sáng người lên kiên quyết dị thường. Hàn Lập nhìn thấy dị sắc trong mắt nàng, khẽ chần chừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Linh quang trên người hắn chợt lóe, một tay nắm lấy Tử Linh đồng dạng hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh ra ngoài, sau đó biến mất ở cửa điện. Đám người của Lam Bảo Nho Sinh trong điện tay cũng vung lên, hóa thành độn quang rồi hướng cửa điện lao ra. Chàng náo nhiệt này dĩ nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả hai vị nữ tử tuyệt sắc cùng đi với Tử Linh sau khi chần chờ một chút cũng liền mang theo cung nữ ra ngoài. Trong phút chốc, đại điện chỉ còn lại hai người Hướng Chi Lễ và Phong Lão Quái. Bọn họ cứ như thế im lặng ngồi tại chỗ, căn bản không động đậy chút nào. Hướng huynh, ngươi thấy thế nào? Phong Lão Quái mở miệng. Thấy cái gì? Hướng Chi Lễ thần sắc không đổi hỏi lại một câu. Tự nhiên là việc Hàn tiểu tử đã dùng cái gì mà có thể làm cho hồ lão mang ngay cả việc thị thiếp bị đoạt đi cũng không quan tâm đến. Giờ đây vật có thể làm cho lão mà động tâm thật sự không nhiều lắm. Phong Lão Quái nở nụ cười lạnh. Nếu là không nhiều lắm thì cũng không phải là không có. Việc này cũng đâu có gì là lạ. Hướng Chi Lễ vẫn bình tĩnh dị thường nói. Hướng huynh thật sự không muốn biết vật kia là vật gì sao chứ? Nếu nó có thể làm cho hồ lão ma động tâm có lẽ nó cũng có tác dụng với chúng ta. Phong Lão Quái liếc mắt thật sâu nhìn Hướng Chi Lễ đầy thâm ý nói. Cho dù vật kia là vật chí bảo có thể trợ giúp chúng ta đột phá bình cảnh, hoặc có thể nó là tiên dược có thể gia tăng thêm thọ duyên của chúng ta lên vài trăm năm nữa thì tính làm sao chứ? Phong đạo hữu cảm thấy việc trước mắt là tìm cách phi thăng linh giới hay là sống lâu thêm 100-200 năm để có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Nếu không làm được việc này thì có lẽ chúng ta không nên để tâm đến ngoại vật mà nên chuyên tâm tìm kiếm không gian tiết điểm. Chỉ cần có thể tìm được không gian tiết điểm thích hợp thì đám người chúng ta hai người có thể trường sinh rồi. Cần gì phải để tâm tới những việc khác chứ? Hướng Chi Lễ thở dài một cái, rồi nói ra một hơi dài như vậy. Không sai, Hướng huynh nói vậy thật hữu lý. Vốn là Phong Mỗ nhất thời nỗi lòng tham. Kỳ thật bất kể vật kia là gì, một khi tới tay của hồ lão ma rồi thì tất nhiên không phải là đồ vật thông thường. Mà xem qua bộ dáng của hồ lão ma có lẽ hắn sẽ không cho bất cứ ai biết được đó là gì. Nhưng lão ma lại muốn Hàn tiểu tử đón của hắn một kích, chắc dụng tâm cũng không hề tốt. Có lẽ sẽ nhân cơ hội này mà lấy đi tính mạng của tiểu tử kia. Phong Lão Quái sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì cười khổ rộ lên nói, không có việc gì, trước đó ta đã nhắc nhở qua hồ đạo hữu. Hơn nữa Hàn sư đệ đã dám đồng ý thì có lẽ hắn cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng nói gì thì nói, lão ma này tính tình cổ quái, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta cần phải đi ra ngoài xem một chút. Cũng mong là hắn đừng có làm việc gì hồ đồ,
nếu không thì sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Hướng Chi Lễ dường như nhớ đến việc gì đó, nhướng mày lên, có chút không yên nói ra. Phong lão quái gật đầu đồng ý, cũng đứng lên theo. Thân hình hai người nhoáng lên một cái bỗng nhiên biến mất. Chỉ một khắc sau, hai cái thân ảnh xuất hiện ở ngay bên ngoài cửa điện, cách bọn họ hơn trăm trượng trên cao. Hàn Lập cùng một quan lão giả đang huyền phù trên đó, thần sắc cả hai vẫn như thường, không chút gì thay đổi. Trên mặt đất ngoài vài tên tu sĩ thưa thớt, chợt cũng xuất hiện mấy trăm ma cung thị nữ vô cùng diễm lệ, tất cả đều nhìn lên không trung mà nói gì đó với nhau, trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn dị thường. Quả thật cũng khó trách, bởi cơ hội thấy được đích thân chủ nhân ma cung xuất thủ vốn không nhiều. Nếu là hô lão ma toàn lực xuất thủ, Hướng huynh thấy có hay không Hàn từ từ tiếp được kích này. Phong lão quái hai mắt khép lại, nhìn thẳng lên không trung trong chốt lát, bỗng nhiên quay mặt quỷ dị hỏi. Điều này dĩ nhiên phụ thuộc vào hô đạo hữu, nếu là một kích bình thường thì không cần phải nói, nhưng nếu hắn chịu hao tổn thọ nguyên mà sử dụng kiện linh bảo kia thì Hàn sư đệ quả khó bình yên vô sự. Chỉ là Hướng mỗ vốn nghĩ hắn sẽ không làm ba cái chuyện lưỡng bại câu thương này. Hướng Chi Lễ nhíu mày chậm rãi nói, Hướng huynh nói thật hữu lý, nhưng chính là huynh còn chưa biết gần đây hồ lão ma vừa chiếm được một kiện dị bảo, nghe nói uy lực không hề kém linh bảo, chỉ cần dùng bí thuật tế luyện một chút thì mặc nhiên có thể sử dụng. Đến lúc đó hắn chỉ cần phối hợp chút pháp lực bản thân thì hắc hắc, ta xem ra lần này 8-9 phần là hắn sẽ sử dụng bảo vật này rồi. Phong lão quái cười lên một tiếng nói, lại có chuyện này. Hướng Chi Lễ sắc mặt hơi đổi, hỏi lại một câu. Ngay khi hai người Hướng Chi Lễ đang nói chuyện với nhau thì trên không trung một lão già cũng đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy ống tay áo hắn vung lên, liền xuất hiện một đoàn bích quang chói mắt, hóa thành một vật chắn trước người lão già. Đoàn bích quang này đích thị là một quyển trục cổ xưa, bên trên còn có thúy mang chớp động, mang đến cho người ta một cảm giác đầy thần bí. Lão ma lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, đột ngột hai tay nhanh chóng bắt quyết, miệng liên tục khu động chú ngữ. Chú ngữ trầm bồng vang lên, quyển trục cùng từ từ khai mở, từ trong đoàn thúy quang chói mắt ẩn hiện có hơn 10 tòa tiểu sơn xanh biếc lớn nhỏ, trông như một bức sơn thủy họa đồ vô cùng xinh đẹp. Chúng tu sĩ còn chưa thấy rõ bên trong quyển trục là gì thì đã xuất hiện một cỗ lục vụ từ trong quyển trục toát ra, nháy mắt đem toàn bộ quyển trục bao vào trong đó. Từ trong sương mù lập tức truyền ra hàng loạt tiếng gió rít vang dội, rồi 18 cột bích lục quang trụ phóng vọt lên cao. Một cảnh không ngờ xuất hiện, quang trụ phóng lên trời cao, hào quang chợt tắt, phân biệt hiện ra từng tòa tiểu sơn cao hơn một trượng, mỗi tòa đều xanh biếc, linh khí dồi dào, tiếng gió rít khả dĩ là từ đó hoạt ra. Đây là... Vừa nhìn cảnh này, Hàn Lập chợt cả kinh, nguyên bản khuôn mặt vốn bình thản giờ đã trở nên ngưng trọng, hai tay không hề lưỡng lự lập tức kết quyết, trong tay hắn liền xuất hiện hai kiện bảo vật, chính là bát linh xích và hư thiên đình. Hắn ném bát linh xích ra phía trước, liên ảnh nhanh chóng tỏa ra rồi cuồng trướng hóa thành một đóa ngân sắc cự liên chắn trước người, bát linh xích xoay tròn bên trong, lục quang chói mắt. Cơ hồ trong một khắc, Hàn Lập hướng tới tiểu đỉnh màu xanh bắn nhanh ra một đạo thanh quang, hư thiên đỉnh lập tức phát động, bay vọt lên phóng ra từng đoàn thanh tivi diệu, thanh quang tràn ngập, hóa thành một cái lưới rộng khoảng 10 trượng từ trên trời rơi xuống bao lấy Hàn Lập vào bên trong. Hư thiên đỉnh cũng tự thu nhỏ thành vài thước bay trên đỉnh đầu Hàn Lập. Tiếp theo Hàn Lập đưa một tay bấm quyết niệm thần chú, kim quang trên người chợt lóe rồi cường hóa trở thành một kim sắc quang cháo bao quanh người. Đây đích thị là kim cương cháo do Phật Môn Xá Lợi biến thành. Hàn Lập sau một hơi bày ra ba tầng phòng hộ, trên mặt cũng có vài phần buông lỏng. Hồ lão ma thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đã chuẩn bị xong thì đến lượt lão phu ra tay. Vừa dứt lời, miệng quát khẽ một tiếng, cùng lúc hai tay liên tục bấm quyết, chợt từ miệng lão phóng ra một hắc sắc quang trụ bắn thẳng vào trong lục vụ. Linh lực hô lão lại theo tiếng chú ngữ truyền vào quyền trục, một tiếng oanh âm trầm nổ ra, lục vụ quay cuồng một trận rồi hóa thành 18 hắc sắc quang trụ phóng lên trời cao hướng tới 18 tòa tiểu sơn mà đi tới, trong thoáng chốc nhập vào mất dạng. Lập tức 18 tòa tiểu sơn tỏa ra thúy mang chói mắt, không ngừng cuồng trướng, chỉ sau vài lần hô hấp đã biến cao thành 5-60 trượng, tiếng gió rít thét gào, sơn phong như ẩn như hiện, thấp thoáng như thấy trong núi thân ảnh của một con quái vượn, quả huyền diệu vô cùng. Nhìn thấy cảnh này, chúng tu sĩ bên dưới chỉ biết hít một ngụm khí lạnh, Tử Linh cũng vô cùng lo lắng. Đi, hắc khí trên mặt lão ma chợt lóe, đánh ra một trảo nặng tựa ngàn cân, một tòa núi nhỏ run lên rồi hướng phía đối diện bay tới. Lão ma tiếp tục trảo thêm mấy cái, 7-8 tòa tiểu sơn nữa cũng xích lên, đồng dạng hướng Hàn Lập công kích. Cự sơn này, đừng nói gì đến 7-8 tòa, ngay chính một tòa thôi cũng đủ khiến nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường phải chạy trối chết nếu không muốn vong mạng. Tuy rằng còn đến 10 ngọn tiểu sơn chưa được khu động, nhưng hồ lão ma chợt thở ra một hơi, trong mắt tinh quang động lại, không biết là lão ma này cảm thấy kiêng kỵ hay là muốn cấp cho Hàn Lập chút mặt mũi, mà hai tay cuối cùng cũng ngừng kết trào. Kỳ thực mấy tòa tiểu sơn tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ, hắn cũng không muốn hao phí quá nhiều pháp lực. Hàn Lập có chút kinh hãi, hắn cũng biết rất rõ một khi đối phương yêu cầu ngạnh tiếp nhất kích thì kích này dĩ nhiên không đơn giản, nhưng thật không nghĩ tới là lão ma này lại nhiệt tình như vậy. Chưa cần nói tiểu sơn này có hay không ẩn chứa thần thông,
Chỉ riêng cự lực trùng kích cũng đủ khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu không có ước định trước kia thì hắn đã có thể dễ dàng thi triển độn thuật né tránh, nhưng hiện tại lại phải đứng yên mà đón đỡ. Việc này quả khiến hắn cười khổ không thôi, nhưng ngay lập tức đã tập trung trở lại, đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Trong phút chốc một đạo ô quang bắn ra, xoay tròn một cái rồi hiện ra một con tiểu hầu đen thui cao một tấc, chính là đề hồn thú. Kế đến, một hắc sắc tiểu bình cũng đồng dạng được phóng ra, bên ngoài chớp động yêu khí vô cùng quỷ dị. Miệng bình đào ngược đổ ra năm cái khung xương hình người mang theo luồng ma khí màu trắng xuất hiện. Đây đúng là ngũ tử đồng tâm ma. Hai tay của Hàn Lập nhanh chóng bấm nút niệm chú, thần niệm nhanh chóng thúc giục. Quanh thân của tiểu hầu hắc mang lưu động, hình thể kịch liệt cuồng trướng trong nháy mắt hóa thành một đại cự viên thân cao khoảng 30 trượng, hai tay nắm lại đập lên ngồi vào ngực, miệng giống to một tiếng như sấm động. Cự viên hừ nhẹ một cái, lập tức phóng xuất một đoàn quang hà to lớn, trong chớp mắt đã biến thành một cây cự xoa. Cự viên khoát tay thu lấy cương xoa, thoáng trông phong thái như thiên yêu nhập thế. Còn bên kia năm bộ xương khô cũng đồng thời hướng tới không trung tụ lại, trong ma khí quay cuồng rồi hóa thành một bộ khô lâu cực lớn, thanh thế không kém cự viên. Tả hữu song thủ cũng đồng dạng cầm hai thanh cốt nhận, một ma một thú khí thế kinh người chia ra đứng hai bên Hàn Lập. Chính vào lúc này, tòa tiểu sơn thứ nhất cũng đã hùng hổ đánh tới. Không chờ Hàn Lập động thủ, khô lâu và cự viên đã hùng mãnh ra tay. Cự viên hít một hơi rồi vung cự xoa lên đón đỡ, hai thanh cốt nhận trong tay khô lâu giao vào nhau chém xuống, thanh thế kinh người. Ầm ầm hai tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, linh quang bạo liệt, thân hình cự viên và khô lâu đồng thời trầm xuống, ba loại binh khí va chạm vào nhau, thế tới của tòa tiểu sơn đột ngột bị ngăn cản. Hàn Lập hữu thủ khẽ động, liền xuất hiện một cây tam sắc vũ phiến, vẻ mặt vô cùng bình ổn. Vài tiếng nổ lại truyền đến, mấy tòa tiểu sơn phía sau đã đánh tới, sắp thành một hàng chồng lên nhau ép xuống. Đế hồn thú và ngũ tử đồng tâm ma lúc này căn bản không thể nào chống đỡ. Sau tiếng nổ thứ ba, thân hình cự vượn run mạnh, quỷ đồ sau lưng tản mát, thanh cương xoa cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời thân thể của cự viên trong hắc mang cũng nhanh chóng thu nhỏ lại còn một trượng, không còn cự viên hỗ trợ, khô lâu cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Sau tiếng nổ thứ tư, cốt nhận trong tay khô lâu đồng dạng gãy nát, bốn tòa sơn phong nhanh chóng ép xuống đè lên khô lâu. Khô lâu mắt thấy hiểm cảnh, cho dù bình thường vô cùng bạo ngược, cũng phải lộ ra vài phần sợ hãi. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tam diễm phiến trong tay khẽ động, chuẩn bị đánh ra thì đột nhiên xảy ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngũ ma đột ngột điên cuồng gầm lên giận dữ, miệng phun ra một cỗ ngũ sắc quang diễm hướng đáy của tiểu sơn đánh tới. Ngũ sắc quang diễm nhanh chóng cuồng phát ôm lấy tiểu sơn, trong nháy mắt thế rơi của tòa tiểu sơn liền chậm lại. Bốn ngọn sơn phong đến sau chưa bị hỏa diễm ảnh hưởng, vẫn hung hăng đè xuống. Kết quả sau khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bốn ngọn núi không ngờ tự động đánh tới cùng một lúc, ở giữa không trung liền bộc phát ra một vòng thúy mang cực lớn như ánh mặt trời gay gắt. Phía dưới thúy mang, hỏa sắc quang diễm quay cuồng không ngừng, ngăn cản thúy mang lan đến. Cả hai rằng có quyết liệt, cảnh tượng quả thật diễm lệ vô cùng. Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, hắn tuy biết là ngũ hàn chí diễm sau khi dung hợp sẽ có thần thông không nhỏ, nhưng không nghĩ là nó lại vi diệu dường này, ngay cả những tòa tiểu sơn này cũng có thể ngạnh kháng. Hồ lão ma nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, miệng không ngừng đọc chú ngữ, lập tức bốn tòa sơn phong phía sau liền rơi xuống, nhanh chóng mất dạng trong thúy mang chói lọi. Lúc này, một tiếng gió rít càng thêm mãnh liệt vang lên, sau một trận dao động, không gian bùng lên một trận dao động, mấy tòa tiểu sơn lấy khí thế thúy dương hùng hổ đè xuống, ngũ sắc quang hà sau một trận dao động kịch liệt thì tán loạn ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi tan biến. Nhưng Hàn Lập đã sớm thúc giục pháp quyết, lập tức bộ xương khô thật lớn hóa thành năm cỗ bạch khí bay xuống phía dưới. Lúc này một tiếng phượng ngân vang lên, một con tam sắc hỏa điều từ trong tam diễm phiến tuôn ra hùng mạnh đánh tới thúy mang, một quầng sáng lớn hơn 10 trượng bao liệt, tam sắc quang mang liền làm cho thúy mang rơi chậm lại. Hai cái này ở không trung va chạm làm cho hào quang đan xen vào nhau vô cùng diễm lệ, nhưng chỉ một lúc sau tam sắc quang diễm liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động, điểm một cái lên thanh sắc tiểu đỉnh trên đầu, vốn thanh sắc tì võng đang bảo vệ quanh hắn chợt biến thành một đoàn linh vân mang theo thanh quang lại hướng phía thúy mang phá không mà phóng lên. Linh vân gia nhập cùng tam sắc hỏa diễm lúc này mới có thể miễn cưỡng chế trụ thúy mang. Đúng lúc này, hai tòa núi khác cũng vừa đánh tới, một trước một sau rơi xuống, một lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Hàn Lập hít sâu một hơi, hướng phía ngân sắc cự liên phất một cái, cự liên nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó hiện lên trên đỉnh đầu Hàn Lập, huyền bí chớp động thất sắc phật quang, lục sắc tiểu xích tại liên tâm lúc này cũng nhanh chóng cuồng trướng không thôi. Sau khi làm xong những chuyện này, Hàn Lập cũng không có ý ngừng tay, hai tay hợp lại hướng lên không trung. Một tiếng sét vang lên, tại hai tay hai đạo kim quang hình cung bắn ra, sau đó hợp nhất lại hóa thành một con cự mãng, lao thẳng về phía không trung. Cùng lúc đó, trong miệng Hàn Lập lại phun ra một viên châu trong suốt, nhoáng lên một cái hóa thành cự da màu tím, đồng dạng hung hăng phóng đi, mà ngân sắc cự liên cũng từ từ tiến tới không trung. Trong không trung thúy mang chợt lóe,
Một lần nữa 8 tòa núi bay ra, chỉ có điều 4 tòa trong đó đã không toàn vẹn nữa, hào quang ảm đạm, còn những tòa còn lại vẫn bình thường. Nhưng những ngọn núi này lại đột nhiên chuyển động, phát sinh biến hóa không nghĩ tới. 8 ngọn núi hướng phía trung tâm bay đến, sau đó dung hợp lẫn nhau tạo thành một tòa cự sơn cao hơn ngàn trượng. Tiếp theo không chút do dự ép xuống phía dưới. Cùng lúc này, Tử Dao cùng Điện Mãng và Ngân Liên cùng nhau đón đỡ. Ngay lập tức, linh quang đủ màu sắc bạo liệt, hồ quang, hàn khí, ngân quang, thúy mang đan xen vào nhau làm cho cự sơn có chút rung chuyển. Bất quá cự sơn này thật sự quá lớn, vô luận hồ quang, lôi kích, hàn khí băng phong thì tác dụng đối với cự sơn mà nói dường như không ảnh hưởng nhiều, chỉ khẽ rung chuyển mấy lần liền ép xuống khiến đóa cự liên đang ngạnh kháng kia rơi vào hạ phong. Hàn Lập đang đứng bên dưới thấy cảnh này hai mắt nhíu lại, lam quang trong mắt chợt lóe, miệng quát khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, mà đám tinh huyết này không bay vào Ngân Liên trong không trung mà bị đục thước kia hút vào. 10 ngón tay của Hàn Lập liền vận dụng một loại pháp quyết, đồng thời từ trong miệng tuôn ra một tràng chú ngữ tối nghĩa. Chú ngữ vừa nói ra, Hướng Chi Lễ cùng Phong lão quái đang đứng quan chiến liền liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giật mình. Mắt thấy cự sơn ngàn trượng kia sắp đem Ngân Liên đánh tan thì đột nhiên 8 loại thanh âm quái dị đồng thời truyền ra từ trong lục sắc mộc thước. Lập tức chỉ thấy thước này chuyển động xoay tròn, 8 đạo cự đại hư ảnh liền hiện ra, mà các hư ảnh này dưới sự thúc giục của pháp quyết Hàn Lập đang niệm, hình thể đột nhiên cuồng trướng hóa thành 8 con linh thú dài hơn 10 trượng, toàn thân lục quang mênh mông, phảng phất như là thực thể vậy, mà mỗi hư ảnh bộ dáng đều là các loại linh thú độc nhất vô nhị trong thiên địa. 8 đạo hư ảnh này đồng loạt đánh tới ngạnh kháng cùng cự sơn kia làm cho nó chỉ có thể chậm rãi chuyển động trong không trung mà không thể tiếp tục hạ xuống mảy may. Lão ma đang đứng xa xa nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn tuy rằng không thực sự có ý định diệt sát đối phương nhưng tuyệt đối có ý muốn Hàn Lập bị trọng thương. Nếu để cho Hàn Lập chỉ một kích mà dễ dàng chống lại như thế thì kế hoạch của hắn chẳng phải hoàn toàn phá sản sao? Trong lòng vừa nghĩ vậy, hồ lão ma tuy chưa động nhưng thần niệm âm thầm thúc giục. Đột nhiên cự sơn đột nhiên vang lên một tiếng thanh minh lớn. Vô số hồi sắc ảnh từ bắn ra hóa thành nhiều con thương viên chừng 1 trượng, mặt mày hung ác dị thường trực tiếp đánh xuống. Thương viên này cũng không phải là yêu thú gì mà chẳng qua chỉ là huyết tế của yêu thú khi luyện chế bảo vật này hóa thành, cơ bản là bất diệt chi thể, chẳng sợ bị tấn công. Chỉ trong một lát, uy lực của cự sơn lại tăng lên chóng mặt, gặp mạnh thì ngạnh kháng, gặp yếu thì yếu bớt, khó chơi cực kỳ. Đột nhiên hắc quang nháy mắt từ bên người Hàn Lập xuất hiện hóa thành điều hồn thú lớn hơn 1 trượng, hai mắt sáng ngời, trong miệng phát ra tiếng minh thanh dài. Trên thân hình hắc quang một lần nữa lại nổi lên, chỉ trong chốc lát đã bành trướng tới hơn 10 trượng, sau đó đình chỉ biến hóa mà trong mũi hừng một tiếng. Một cỗ hoàng hà theo mũi cự viên thoát ra, sau đó biến thành hàng trăm đạo hoàng quang hướng lên trời bắn đi. Sự tình tiếp theo có chút kỳ quái, trên mỗi con thương viên đều tràn ngập yêu khí, mỗi con tựa hồ đều có tu vi yêu thú cấp 5, thậm chí có một số cấp 7 đỉnh giai thế nhưng vừa chạm vào hoàng quang liền giống như kiến hôi, rơi xuống hàng loạt, hơn nữa chỉ trong chớp mắt liền hóa thành một đám lục vụ. Bị đám hoàng quang dẫn dắt trở về, các đám lục vụ này đều bị đề hồn thú nhất nhất hút vào, mấy trăm con thương viên cứ như vậy bị đề hồn thú hút vào trong bụng. Chẳng qua sau màn thôn vệ này hoàn thành thì hình thể đề hồn thú liền thu nhỏ lại hóa thành một đạo ô quang tự động bay vào trong túi linh thú của Hàn Lập. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau khi đề hồn thú dùng thần niệm truyền tin tức đến thì trong lòng vui vẻ. Khi thấy đề hồn thú một hơi thôn vệ nhiều thương viên một cách quỷ dị như vậy thì các tu sĩ đều cảm thấy ngoài ý muốn, cho dù là lão ma nhất thời cũng sững người. Những người khác đều không biết sự lợi hại của các thương viên nhưng bảo vật này là của hắn. Biết rõ yêu hồn này rất khó đối phó thì trong lòng cảm thấy giật mình khi chứng kiến một màn viễn siêu như vậy. Mà cự sơn phía không trung dưới sự hợp lực của 8 đạo hư ảnh linh thú liền hoàn toàn dừng lại. Bộ dáng không thể hạ xuống chút nào nữa. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi, đang nhìn chăm chăm vào cự sơn mà cân nhắc có nên dùng bảo vật khác để hoàn toàn hủy diệt bảo vật này không. Ha ha, Hàn sư đệ cùng hô đạo hữu thần thông quả thật quảng đại, lần giao thủ này hay là nên dừng lại thôi. Cứ tiếp tục như thế sợ rằng sẽ tổn thương hòa khí. Hướng Chi Lễ đang đứng bên dưới bỗng nhiên cười ha ha, mở miệng nói. Thân hình hắn nhoáng lên một chút liền biến mất tại chỗ, nhưng ngay sau đó đột nhiên xuất hiện chỗ Hàn Lập cùng hô lão ma, chợt vung tay một cái giống như tùy ý hướng cự sơn đánh một chảo. Một chùm tiếng oanh long vang lên, phía trong hư không một đạo hắc khí quấn quanh quỷ chảo lớn như che trời từ trên không giáng xuống đỉnh núi. 5 ngón tay vừa dùng một chút lực liền đem ngọn núi nâng lên gần 10 trượng. Hàn Lập nhìn thấy thần thông của Hướng Chi Lễ thì sắc mặt không khỏi khẽ biến. Còn hồ lão ma thì thần sắc khó coi, hừ, thật không thể ngờ linh chảo của Hướng đạo hữu đã tu luyện đến cảnh giới này, nhưng thi triển nơi này chẳng lẽ định thị uy với hô mộ sao? Hồ lão ma ánh mắt lạnh băng, âm trầm nói, linh chảo này chẳng qua chỉ là chút tài mọn, như thế nào lại lọt vào mắt của hô huynh được, chẳng qua tại hạ sợ vạn nhất đạo hữu hướng khởi quên mất ước hẹn một kích thì sao? Hiện nay Hàn sư đệ hẳn có thể xem là tiếp được một kích rồi chứ? Hướng Chi Lễ mỉm cười lơ đễnh nói, hô mỗ thân là người đứng đầu ma cung,
như thế nào lại bội ước cùng một gã nguyên anh tu sĩ. Hàn đạo hữu đích thật là đã tiếp được một kích của ta. Hồn lão ma tâm tình bất định, một lúc lâu mới hướng chi lễ chậm rãi gật đầu, lập tức khoát tay một cái hướng cự sơn xa xa thu lại. Lập tức cự sơn truyền ra một trận ông minh, đồng thời cả vật thể phát ra thúy mang chớp động không thôi. Hướng chi lễ khóe miệng chớp động, cự trảo đang nắm lấy đỉnh núi kia lập tức tiêu thất. Tiếp theo cự sơn nghìn trượng du lên một trận biến thành tám tòa núi nhỏ, sau đó xé gió vừa bay về vừa thu nhỏ lại. Khi tám ngọn núi bay đến gần quyền trục thì chỉ nhỏ chừng mấy tấc mà thôi, biến mất không thấy bóng dáng. Cảnh tượng đồng dạng xuất hiện tại hơn 10 ngọn núi trên đầu lão ma, trong nháy mắt thu vào trong họa quyền, sau đó họa quyền này linh quang chớp động từ từ khép lại, một lần nữa quay trở lại bộ dáng một quyển trục cổ xưa, không chút bắt mắt. Lão ma hư không đánh ra một trảo, quyển trục liền hóa thành một đạo lục quang biến mất vào trong tay áo. Tuy rằng từ linh nha đầu kia ta không cưới làm vợ nữa, nhưng còn hai nàng còn lại, 3 ngày sau sẽ cử hành điền lễ nạp thiếp, hướng huynh sẽ không như vậy mà rời đi, không uống được một ly rượu mừng chứ. Một quan lão già ánh mắt đảo qua người Hàn Lập cùng Hướng Chi Lễ, nhưng sau đó liền nhoèn miệng cười, dường như lời nói lãnh đạm đối với Hướng Chi Lễ chưa bao giờ nói ra. Chuyện này là đương nhiên, Hướng mỗ đã đích thân đưa tặng vật đến, như thế nào lại không ở lại uống mấy chén. Hướng Chi Lễ vẻ mặt đồng dạng tươi cười, cũng không có chút kỳ quái nào. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhưng tâm niệm nhanh chóng trở lại, trên mặt ẩn giấu một chút dị sắc trả lời, nếu Hướng sư huynh cùng Hòa Phong đạo hữu đã ở lại, Hàn mỗ như thế nào lại ly khai. Ha ha, tốt, các vị đạo hữu, chúng ta cùng vào trong điện vui vẻ uống rượu một trận. Hồn lão ma cười to một trận, hóa thành một đạo ô quang hướng cung điện bên dưới vào tới. Các tu sĩ bên dưới chứng kiến thần thông của Hàn Lập cùng Hồn lão ma vừa thi triển thì tâm thần chấn động, cảm thán không ngừng. Giờ thấy Hồn lão ma nói vậy thì trong miệng liên tục dương phải, nối đuôi nhau đi vào. Phong lão quái sau khi cười hắc hắc thì quay trở vào đại điện, phía dưới chỉ còn lại vẻ mặt kinh hỉ của Từ Linh. Hàn sư đệ, chúng ta cũng vào thôi. Hắc hắc, Hồ đạo hữu tính tình hào sảng, nếu ngươi đã tiếp được hắn một kích thì hắn sẽ không tìm cách gây khó dễ với ngươi nữa đâu. Ngươi cùng nha đầu kia cứ việc ở lại ma cung mấy ngày vui vẻ đi. Hướng Chi Lễ cười hì hì cùng Hàn Lập nói mấy câu, sau đó cũng hạ xuống, nghênh ngang tiến vào trong điện. Hàn Lập cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu rồi cũng từ từ hạ xuống. Hàn huynh, ngươi không sao chứ? Tử Linh rốt cuộc nhịn không được lại gần nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng cùng cảm kích. Ta không sao, chẳng qua chỉ tiêu hao chút nguyên khí. Nhưng Tử Linh cô nương, ngươi định ly khai ngay hay đợi sau khi điển lễ kết thúc mới rời đi? Hàn Lập nhìn nàng bình tĩnh hỏi, Hàn huynh định khi nào đi? Ta có thể cùng Hàn huynh ly khai không? Tử Linh suy nghĩ một chốc liền trả lời, nếu đã như vậy thì có lẽ ngươi phải chờ mấy ngày rồi, ta chỉ sợ không thể lập tức ly khai khỏi đây được. Hàn Lập trầm mặc một hồi sau đó khẽ thở dài, bây giờ mà bỏ đi thì có chút không ổn, ngược lại sẽ đắc tội với vị hóa thần kỳ tu sĩ Hồ lão ma này. Ta thấy bọn họ đối với Hàn huynh cũng có chút kiêng kỵ, chắc Hồ lão ma cũng sẽ không lật lọng đâu. Tử Linh hơi do dự một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu. Nàng hiện nay đã khôi phục được tự do, trí tuệ cùng sự tỉnh táo một lần nữa quay trở lại, liền không dám một thân một mình làm Tử Linh tin tưởng ngao du thiên hạ. Đối với bộ dáng của nàng, Hàn Lập chỉ cười rồi hướng đại điện đi tới. Tử Linh liếc nhìn bóng dáng Hàn Lập một cái, con mắt sáng lưu động không biết đang nghĩ tới điều gì, hai má chợt đỏ bừng nhưng lập tức cắn nhẹ hàm răng, nhẹ nhàng theo sau. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để xem các phần sau nha.